Chân thành cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của Việt TV và Radio và mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình An sinh xã hội với một câu hỏi của vị khán giả nhận nhận bằng email vào ngày 10 tháng 2. Vị khán giả tên là Trí Bùi. Kính gửi cô Angie Hồ Quang. Tôi sống ở Sugarland, Texas. Tôi đã vào quốc tịch năm 2017. Tôi có cần khai báo việc này với Sở An sinh xã hội hay không? Cảm ơn cô rất nhiều. Phải quá đi chứ. Kính thưa quý vị. Có gì khác nhau? Có chứ. Kính thưa quý vị, chúng ta khi đến Mỹ, chúng ta có thể đến Mỹ theo diện tị nạn. Cái chuyện đó là chuyện lâu lâu rồi. Chứ hiện nay những người đến Mỹ sau này thường là đến theo cái diện di dân, có nghĩa là có thân nhân bảo lãnh cho mình. Thì khi đến Mỹ thì mình ngủ vài bữa cho nó tỉnh hồn. Tại vì lấy ngày làm đêm, lấy đêm làm ngày đó. Thì sau đó một vài hôm thì thân nhân sẽ đưa mình đến Sở An sinh xã hội. Việc đầu tiên đến Mỹ khoan thi lái xe, nhưng mà phải xin cái số an sinh xã hội. Mỗi người sẽ được cái số an sinh xã hội. Và trên cái hồ sơ của số an sinh xã hội có cho thấy là quý vị nhập cảnh vào Hoa Kỳ với tư cách là tị nạn hay là di dân. Rồi năm dài ngày tháng khi chúng ta thi đậu được cái bằng công dân Hoa Kỳ thì điều tốt nhất là ngay sau khi mình nhận được cái bằng quốc tịch đó, cái Certificate Naturalization đó, thì mình đến ngay Sở An sinh xã hội để mình nói là bây giờ quý vị cho tôi nạp đơn xin lại cái số an sinh xã hội. Điều thứ nhất, nếu không có gì thay đổi về tên thì quý vị vẫn nhận được cái thẻ mới của Nguyễn Thị Mít rồi với cái số an sinh xã hội đó. Nhưng mà nếu mình thấy cái tên Nguyễn Thị Mít nó nghe nó không vui đó thì mình có thể đổi là Mary Mít Thị Nguyễn. Ok. Thì khi mà Mary Mít Thị Nguyễn á, thì là mình càng phải liên lạc ngay với Sở An sinh xã hội để cập nhật những cái tin tức mới nhất trên cái hồ sơ số an sinh xã hội. Lý do là tại vì nếu mà mình để là vẫn là Nguyễn Thị Mít thì mà bên cái chỗ làm việc của mình thì cái ông chủ nó bây giờ khai cái W-4 hàng năm đó thì muốn để tên là mình là gì thì đến cái hồ sơ lương bổng mình vẫn là mình sẽ thay đổi là Mary Mít Thị Nguyễn. Nhưng mà cái ông an sinh xã hội này ông thấy mình vẫn là mình thấy mình không có cần phải nói gì với ổng, đâu có gì thay đổi đâu, thì ổng vẫn là Mít Thị Nguyễn. Thì đến khi mà sở thuế biết được rằng dựa trên cái số an sinh xã hội này Mary Mít Nguyễn làm được bao nhiêu tiền thì gửi qua Sở An sinh xã hội. Sở An sinh xã hội nó ủa cái số an sinh xã hội này của Mary Mít Nguyễn, nhưng mà bên nay tôi không có thấy ai là Mary Mít Nguyễn hết á. Tìm không ra, chỉ thấy có Mít Thị Nguyễn thôi. Thì cái đó nó lấn cấn, quý vị sẽ bị khó khăn. Điều thứ hai, quý vị cập nhật cái tình trạng công dân của mình trên cái hồ sơ số an sinh xã hội. Thì khi đó quý vị mở cho mình cái trang My Social Security Account, cái chương mục an sinh xã hội. Qua đó quý vị nạp đơn xin tiền bệnh, xin tiền hưu, xin Medicare vân vân. Thì khi quý vị vào nạp đơn, người ta sẽ hỏi quý vị có là công dân Hoa Kỳ hay không. Thì mình nói yes. Yes mà trong hồ sơ nguyên thủy thì mình của số an sinh xã hội nói mình vẫn là di dân, thì hai cái đó cũng không có match, không có khớp với nhau. Thì khi quý vị cập nhật ngay cái lúc quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ thì quý vị nói yes, I am a US citizen. Thì người ta nói, ừ đúng rồi, Mary Mít Nguyễn là US citizen. Thì từ đó quý vị làm việc với Sở An sinh xã hội rất là dễ dàng. Thì cái điều quan trọng nhất, khi có cái bằng quốc tịch đến Sở An sinh xã hội, xin nạp đơn xin cái số an sinh xã hội với cái tình trạng mình là công dân Hoa Kỳ. Cái số vẫn giữ như cũ, quý vị đừng lo. Chỉ nếu có phải đổi tên thì mình có cái tên mới thôi. Còn nếu Mít Thị Nguyễn vẫn là Mít Thị Nguyễn thì sẽ nhận được một cái thẻ an sinh xã hội. Mình nói không có gì khác nhau đâu, của Mít Thị Nguyễn với cái số đó. Nhưng mà bên trong với Sở An sinh xã hội là Mít Thị Nguyễn ngày xưa di dân, bây giờ là Mít Thị Nguyễn công dân Hoa Kỳ. Rồi, nhưng cảm ơn cô Hồ Quang đã giải thích rất rõ ràng là vì sao cần phải cập nhật thông tin với Sở An sinh xã hội bất cứ một sự thay đổi nào. Và Thi Nhung cũng đi tiếp lá thư của vị khán giả tên là Thơ Trần, Nhung nhận vào ngày 11 tháng 2 bằng email. Kính gửi bà Hồ Quang, tôi lãnh hưu non, hiện vẫn còn đang đi làm, đã được 40 tín chỉ. Làm được 33 năm khi lãnh hưu non ở tuổi 64. Vậy tôi tiếp tục làm thêm 2 năm nữa cho đúng 35 năm,
tiền hưu sau này có được tăng thêm hay không? Xin bà giải đáp cho, tôi cảm ơn bà rất nhiều. Dạ, nay trở lại với cái câu hỏi số tiền hưu bổng an sinh xã hội. Qua cái sự trình bày này thì tôi biết vị khán giả này có theo dõi chương trình an sinh xã hội mấy chuyện 35 năm hay là ít hơn vân vân. Vâng, khi mà chúng ta bắt đầu lãnh tiền hưu an sinh xã hội thì Sở An sinh xã hội sẽ dùng 35 năm làm việc cao nhất của mình để tính toán cái con số hưu bổng an sinh xã hội. Trong trường hợp mình chỉ có 30 năm thì mình sẽ có 5 năm với zero income, là không có lợi tức trong 5 năm. Bây giờ tiếp tục đi làm sau cái tuổi về hưu thì mình có đóng góp tiếp vào quỹ an sinh xã hội. Tại vì ở độ tuổi nào cũng vậy, khi mình có đi làm, có lãnh lương là mình có đóng góp vào quỹ an sinh xã hội. Khi có đóng góp vào quỹ an sinh xã hội thì sẽ có cộng thêm những năm sau này là mình có thu nhập. Thì cứ mỗi năm mình có thêm thu nhập thì Sở An sinh xã hội sẽ điều chỉnh cái con số hưu bổng của mình. Dạ, nhưng cảm ơn cô Hồ Quang rất nhiều. Và một tiếp theo, một lá thư nữa, nhưng nhận vào ngày 14 tháng 2. Xin lỗi quý vị, vào ngày 15 tháng 2 của một vị khán giả tên là Phan Kim Chi. Tôi có câu hỏi như sau, hỏi về xin tiền SSI. Thưa cô Hồ Quang, chúng tôi hiện đang sống tại Cali. Chồng tôi sinh năm 1955 vào tháng 10. Như vậy, năm nay, năm 2020, chồng tôi có thể xin SSI và Medicaid được không? Anh ấy đã là công dân Hoa Kỳ. Vì chồng tôi đi làm không đủ tín chỉ, ông ấy chỉ làm có 6 năm vì qua Mỹ trễ. Tôi hiện đang săn sóc người già với thu nhập là 1.400 đồng một tháng. Tôi làm 120 tiếng. Theo quy định, tài sản của hai vợ chồng trong nhà băng là 3.000, mà mức thu nhập của tôi chưa trừ thuế khoảng 1.680 đồng. Vậy chồng tôi có đủ điều kiện để xin được SSI hay không? Xin lỗi cô, đó là tôi săn sóc người già với thu nhập là 14 đồng cho một giờ, và một tháng thì tôi làm 120 giờ. Do đó là khi mà vị này cộng lại mới là làm được khoảng 1.680. Ở tiểu bang California đó, nó có cái chương trình là In-Home Health Service. Thì cái người mà cung cấp cái dịch vụ chăm sóc đó được coi như là cái số tiền mà mình nhận được là non-taxable income, thì cái sự trợ giúp thôi. Thì nếu mà ông nhà đủ 65 tuổi, có công dân Hoa Kỳ, chưa có đủ tín chỉ an sinh xã hội, thì và hai ông bà có cái số tài sản ít hơn 3.000 đô la, thì ông có thể xin được cái tiền SSI, vì biết rằng cái số tiền của bà nhận được không có count là income. Vậy đó. Vậy là đối với bà thì vẫn xin được đúng không ạ? Ông vẫn xin được đúng không ạ? Rồi, thì Nhung xin phép đi tiếp một lá thư khác của một vị khán giả tên là Hậu Huỳnh. Nhung nhận vào ngày 16 tháng 2 bằng email hỏi về SSI. Thưa chị Hồ Quang, tôi tên là Huỳnh Nguyễn, hiện đang sống ở McKinney, tiểu bang Texas. Trước tiên, tôi xin bày tỏ sự trân trọng, chân tình đối với công việc mà chị đang làm, đã giúp đỡ rất nhiều cho cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ. Xin chị giúp cho trường hợp của tôi như sau. Vợ chồng chúng tôi nay đã bước qua tuổi 66, qua Mỹ sinh sống đã được 6 năm. Tôi vừa vào quốc tịch, vợ tôi thì đã nộp đơn xin thi quốc tịch, dự kiến sẽ được vào quốc tịch vào cuối năm 2020. Thời gian chúng tôi có đi làm tự do, thu nhập không cao lắm nên không hội đủ số tín chỉ là 40 để xin hưởng Medicare. Hàng năm thì có mua bảo hiểm Obamacare theo diện người có thu nhập thấp. Cả hai vợ chồng cộng lại khoảng 1.500 đồng. Tôi lại bị vướng vào căn bệnh tiểu đường nên chi phí điều trị khá tốn kém, đó là 400 đồng một tháng. Tài sản hiện tại thì không đáng kể, không có nhà riêng, phải ở chung với con. Chỉ có một chiếc xe Toyota RAV4, saving account thì không có, checking account chỉ có khoảng 2.000 đồng cho cả hai vợ chồng. Vậy xin hỏi chị câu thứ nhất, tôi có đủ điều kiện để xin hưởng SSI hay không? Nếu được thì vợ tôi có được ăn theo hay không? Câu thứ hai, thủ tục xin SSI ở Texas như thế nào? Câu thứ ba, điều kiện sức khỏe của hai vợ chồng tôi nay không được tốt lắm, nên việc đi làm freelance chắc là không được nữa. Do đó, vào năm 2020, chúng tôi không đủ điều kiện.
để mua bảo hiểm Obamacare. Xin chị giúp cho ý kiến, chứ nếu không có bảo hiểm thì chúng tôi hoàn toàn không đủ khả năng để trả viện phí, cũng như không đủ tiền để mua thuốc men hàng tháng. Cảm ơn chị rất nhiều. Bây giờ tôi đề cập đến vấn đề của ông trước nhé. Ông được 66 tuổi, đã là công dân Hoa Kỳ. Tài sản ông kê ra thật sự không đáng kể. Thì ông có quyền xin SSI. Khi được SSI, ông sẽ được hưởng Medicaid. Vì bản thân ông chưa có 10 năm làm việc. Trên nguyên tắc, nếu mà ông xin Medicare cho tuổi 65 trở lên, ông không hội đủ điều kiện để xin Medicare. Nhưng mà ông đi tắt bằng cách là ông qua ông xin SSI trước, ông hội đủ điều kiện để được hưởng SSI. Chỉ có SSI, ông có Medicaid. Medicare là chương trình bảo hiểm y tế của cấp liên bang dành cho những người có đi làm, có đóng thuế, an sinh xã hội. Medicaid là trợ cấp y tế của cấp tiểu bang dành cho những người có tài sản và thu nhập hạn chế. Medicaid không có phần nào hết, chỉ có một cái tấm thẻ Medicaid thôi. Khi ông bệnh thì chính phủ cho phép ông được đi khám bác sĩ, được vào bệnh viện, được hưởng những cái dịch vụ y tế mà ông không phải trả tiền, chính phủ trả hết. Thì cái ông chính phủ tiểu bang này, cái Medicare được thứ nhất là hội đủ điều kiện cho người có đi làm. Nhưng mà bên cạnh đó, Medicare cũng có thể mua được giống như cái như là một cái bảo hiểm sức khỏe bình thường như Obamacare vân vân. Yeah. Thì cái bảo phí nó cũng khá cao, hơn 400 cho Medicare phần A, 144.60 đồng cho phần B. Nhưng mà tiểu trung, thay vì ông Medicaid, ông trả 100% tất cả những cái y tế phí cho ông, thì ông Medicaid, ông mới bằng lòng trả cho ông 400 mấy một tháng phần A. Cái này hoa trước dịch corona nha. Rồi trả 144.60 đồng phần B, phần D luôn. Thì khi cái ông Medicaid trả hết những cái chi phí đó trước rồi, thì và ông sử dụng dịch vụ y tế, thì Medicare sẽ trả cho ông trước, chẳng hạn như phần B trả 80%, lúc bây giờ ông Medicaid chỉ trả có cái phần 20% thôi. Thì như vậy cả hai bên họ phối hợp được những cái dịch vụ để ông đi tới cái điểm là ông có Medicaid trước, sau đó là Medicare, và Medicare và Medicaid hỗ trợ lẫn nhau để ông không phải quan tâm trong vấn đề y tế. Yeah. Rồi, nay trường hợp của bà không có ăn theo cái SSI được. SSI là chương trình trợ cấp, chỉ có thể vay mượn nhau tín chỉ chứ không ăn theo. Chỉ có nhiều người về hưu mới được ăn theo. Nay ông về gom lại xem tín chỉ của ông được bao nhiêu, tín chỉ của bà được bao nhiêu. Nếu cộng lại số tín chỉ đủ 40 tín chỉ và bà hiện nay vẫn trong cái tình trạng là người di dân hợp pháp có thường trú nhân status, thì bà cũng có thể xin được SSI. Worst come to worst là tệ lắm, thì đến cuối năm như ông dự kiến, bà sẽ thi được bằng quốc tịch. Thì lúc bấy giờ cả ông cả bà cùng xin SSI, cùng được Medicaid trước và sau đó được Medicare. Và thủ tục xin SSI như thế nào? Là ở Sở An sinh Xã hội. Và như bây giờ tôi có thưa từ đầu show đó là đừng đến Sở An sinh Xã hội. Sở An sinh Xã hội không có mở cửa tiếp công chúng. Ông bà chỉ có thể hoặc là gọi số 1-800-772-1213 để làm cuộc hẹn được phỏng vấn qua điện thoại, hay là sử dụng phương tiện trực tuyến tại địa chỉ www.socialsecurity.gov. Và cảm ơn cô Angie Hồ Quang với sự giải thích rất là cặn kẽ chi tiết trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình này. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.